Shop trên Đạt xin được kính chào tất cả quý anh em. Thì hôm nay Đạt quay trở lại với anh em ở một cái sản phẩm hoàn toàn mới đến từ Thái Lan anh em ha. Một cái đến từ Thái Lan và một cái đến từ tồn kho Thái Lan anh em ha. Thì nó như thế nào? Thì ở đây mình có hai loại. Đầu tiên là anh em sẽ nhìn thấy một loại là dòng nhôm sen dĩa này anh em. Bộ nhôm sen dĩa nha. Bộ nhôm sen dĩa Honda made in Thái Lan. Đây là cái thùng của nó này, mình sẽ quay cái thùng cho anh em coi. Đây cái thùng của nó nha. Đây. Đây cái thùng của nó này, made in Thái Lan này thấy không? Đó, made in Thái Lan nhá. Em yên tâm, đây này. Đây thùng nhôm sen dĩa nó made in Thái Lan nha. Hàng chuẩn nhập khẩu Thái Lan nha anh em nha. Hàng này là cũng là đát rất là lâu rồi. Thì nói chung là mình nhập được về thì cũng là dạng như săn đó nha. Săn hàng về thì dạng như nó cũng giống như là hàng dạng hàng tồn vậy đó. Hàng tồn, bây giờ nó còn lại thì mình đem lên giới thiệu cho anh em. Đây này. Loại này thì anh em gần như là không thể kiếm được trên thị trường nha. Mình cam kết luôn, loại này là rất là ít người bán ở trên thị trường, thậm chí là không có ai bán hết. Loại này thì rất là xịn. Khi mà anh em chúng ta lên xe thì nó giống như là anh em chúng ta lên ở trong cái hãng, khi mà người ta bắt đầu xuất xưởng xe ra thì làm sao cái bộ nhôm sen dĩa nó tương tự như vậy nha. Đó, thì bộ này là bộ nhôm sen dĩa Honda Thái Lan nha anh em. Đây nó có chữ Thái này. Rất là nhiều chữ Thái ở trong cái bộ này luôn. Đây này, Honda ASEAN Honda này. Và đây này, chữ Thái phía sau lưng này. Đấy, anh em thấy chưa? Đó, chữ Thái không nha. Rất là xịn. Ở đây có thông số của nó luôn. Thì cái dạng này là dạng chạy hỗn hợp nha, 1436 cho anh em ha. Đó thì anh em có thể gắn được cho Rimway. Đây này, Rimway. Thì cái dòng Rimway đời đầu anh em nha. Rimway như Rim Thái, Rim Super rồi Way Alpha, Way nhỏ, Way Thái 100 độ đó, Way Thái 100, Way 210 phụ trợ 1 là gắn được nha. Rồi, thì bộ này á đặt bán giá là bằng với lại bộ DID là 330.000 một bộ nha anh em nha. 330.000 một bộ cho bộ này. Và đây là một bộ bố thắng. Một bộ bố thắng cũng là tồn kho luôn, hàng tồn nha anh em nha. Tại sao nói hàng tồn? Đây. Cái bộ bố thắng này là một bộ của nó là sẽ gồm hai bán cho anh em luôn. Một bộ sẽ gồm hai bán cho anh em luôn ha. Hai bán luôn, bán trước và bán sau luôn. Thì đây, nó là dành cho Honda nha anh em nha. Thì nó là ghi là Honda Accia. Đó, nó tồn kho nhưng mà thực ra là cái này nếu có thể gắn được cho Rim Thái, Super Rim, Way Alpha, Way Thái đều được nha. Các dòng xe phổ thông luôn. Cái bán đời bán sau như là Way RS, Way S, Way bụng để cũng gắn được nha. Đây, thì đây là bộ bố của nó này. Cái điểm đặc biệt của nó là tồn, tại sao là nó là tồn kho? Thì nó tồn là từ năm 2012 rồi nha anh em nha. Đóng đát này. Anh em thấy không? 26 tháng 7 2012 này. Thì cái kho này cái đợt này là cũng săn được luôn. Thì hàng nó rất là xịn nha anh em nha, hàng nhập khẩu về từ bên nước ngoài về. Rất là xịn sò. Đây mình sẽ mở ra cho anh em coi luôn nha. Đây. Đây anh em nha. Đó, người ta làm là làm ta làm bố này chứ không phải là làm dạng bố cước như những cái đời sau bao giờ nha. Đó, người ta làm bố là bố mộc nè. Thấy không? Cho nên là chạy nó rất là ngon. Thắng rất là đều, không có bị cái tình trạng mà hư cái má đụng nha. Nhiều anh em chúng ta sử dụng các cái loại bố mà dạng như bây giờ nó là bố mà bố nó pha với lá sắt nhiều anh em, nó pha với bột mặt sắt nhiều á thì thắng thì nó thứ nhất là thắng nó vừa giật mà thứ hai nó vừa nhanh hư đụng nha anh em nha. Khi mà nó mà cái lá sắt đấy nó cạ vào cái đụng của anh em nhiều á là nó sẽ bị mòn cái đụng rất là nhiều và nó nhanh hư lắm. Còn cái loại này là anh em yên tâm luôn, cực kỳ xịn. Đây anh em thấy cái lá bố của nó à? Nó dạng như là đời xưa anh em, cho nên là cái lá của nó rất là chất nha, nó không như bây giờ nó pha sắt rất là nhiều. Bây giờ thắng nó rất là nhanh hư cái đùng. Ok. Thì một bộ này thì nó sẽ gồm hai bánh và một bánh thì giá của nó sẽ là 100.000 một bánh. Thì hai bánh là 200 và một hộp như vậy là hai bánh nha anh em nha, là 200.000 một hộp. Thì trong ngày hôm nay á là do cái nhân dịp là cái tuần lễ Black Friday, tuần lễ sale off. Thì quên mất, mình sẽ mở luôn cái kia ra, mình sẽ nói cho anh em luôn, mình sẽ mở luôn cái phần hộp của cái nhôm sen dĩa ra cho anh em coi chứ. Mình quên mất đi. Đây, mình sẽ mở ra cho anh em coi luôn nha. Nó rất là xịn sò nha anh em nha, cho nên là anh em chúng ta thoải mái yên tâm mà sử dụng thôi, không có phải lo lắng cái gì hết. Đây. Rất là xịn. Này, mã mộc các kiểu là anh em thấy không? Mở ra là có mã liền nha. Đó. Đây. Wow. Wow, rất là xịn nha anh em. Đây, Honda. Chữ Honda to đùng luôn. Anh em thấy chưa? Rồi, mình sẽ mở cho anh em coi nha. Made in Thái Lan này, anh em thấy không? Rất là xịn. Đây. Thì cái loại này thì anh em chúng ta mà chơi đúng zin thì anh em rất là thích rồi. À, Đạt thì Đạt cũng sẽ để lại gắn một hai bộ cho xe nhà. Cái này thì nhà tại vì nhà có một con Rim Thái với lại một con Rim lùi thì mình sẽ để lại vài bộ mình gắn. Đây là cộng sen của nó này.
Wow, nó đóng chung một cái vị hết luôn nha anh em nha. Đóng chung hết luôn, đóng chung cho một hộp hết luôn. Còn cái bọc này hết luôn này, đây là cái dĩa này. Rất là kỹ. Đây là cái dĩa. Đây là cái nhông. Đây anh em. Cái dĩa của nó này, cái nhông của nó này. Mình sẽ quay cái nhông cho anh em coi luôn ha. Đây, nhông Honda luôn anh em. Wow, xịn dữ à. Nó có luôn chữ Made in Thái Lan ở trên cái nhau luôn nha anh em nha. Đây. Nhau 14 nha anh em. Anh em thấy không? Đây có chữ Made in Thái Lan trên cái nhau luôn nè. Đó. Anh em thấy rõ chưa? Made in Thái Lan luôn nha. Wow, rất là xịn. Rất đẹp ghê ha. Rồi, ok. Vậy là sẽ lấy cái dĩa cho anh em coi nha. Cộng C thì nó cũng không có gì đặc biệt đâu nha. Xe này cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà cái loại này thì đây, cộng xe nó cũng có chữ trong này luôn. Ừ, cộng xe nó sẽ có chữ Honda nha. Đây, sẽ quay cho em coi này. Cộng xe nó cũng sẽ có chữ Honda luôn. Đây anh em, cộng xe nó có chữ Honda luôn nha. Đây nè, thấy chưa? Cộng xe nó có chữ Honda luôn. Này. Đấy, cực kỳ là xịn sò cho anh em luôn. Wow, rất là đã ha. Đó, cộng trên có chữ Honda luôn. Và đây, cuối cùng mình sẽ lấy một cái dĩa cho anh em coi. Dĩa này ha, cắt ra luôn. Đây, cái dĩa đây. Cái dĩa nó cũng có chữ Made in Thái Lan rồi đấy nè. Mình nhìn xuyên qua mình thấy rồi. Rồi, dĩa có chữ Made in Thái Lan luôn. Wow, nhìn đã không. Đó, anh em thấy chưa? Có chữ Made in Thái Lan luôn nha. Thì về cái mức giá là 330 thì mình tin chắc là cái sản phẩm này cực kỳ hot luôn. Nhưng trong cái tuần lễ Black Friday, đấy, người Việt mình thì gọi là tuần lễ giảm giá nha, cho nó dễ đi. Thì cái tuần lễ giảm giá này á, thì anh em chúng ta mua, nếu mà giá bình thường thì khi anh em mua bộ nhôm sinh dĩa này sẽ là 330. Một hộp bố thắng này sẽ là 200, 330 với 200 nó sẽ là 500 200 với lại 330 là 530. Đó, thì mình sẽ giảm giá cho anh em nha. Đó, thì đây, mình sẽ tặng cho anh em thêm cái này nữa. Đây, thêm một bộ, mình sẽ lên combo cho anh em nha. Thêm một bộ, tặng cho anh em thêm một bộ này là cái bộ gọi là cao su đồng sau. Đó, để cho anh em chúng ta lên tân trang cái xe của mình. Tại vì như anh em biết đấy, nếu mà xe anh em lâu ngày thì thứ nhất là nhôm sinh dĩa nó mòn. Thứ hai là bố thắng nó mòn. Và thứ ba là những cái bộ cao su đồng này. Đây, mình sẽ sẵn một bộ cho anh em coi này. Đây, cái bộ cao su đồng này anh em nó sẽ bị lỏng ha, nó sẽ bị chai, nó lỏng thì mình lên luôn cho anh em loại này. Đây, cái này là của Honda nha anh em nha, cái này là Honda Việt Nam, cái này là Honda Việt Nam, mình tặng kèm cho anh em luôn. Thì cái combo này á, thì cả bộ cao su đồng này luôn thì nó là giá nó vào 600 là cả cao su đồng nè, cả nhông, cả cao su đồng, cả nhông sinh dĩa cũng như là bộ bố thắng là giá của nó sẽ là 600. Thì ngày hôm nay mình sẽ sell off xuống cho anh em nha. Thì từ bộ nhôm sinh dĩa là 330, bộ bố thắng là 200 là 530, và cái bộ cao su đồng thêm 80.000 nữa nó sẽ là 610.000. Thì 610.000 là cái giá gốc của nó, nhưng cái ngày hôm nay mình sẽ sell cho anh em giá là còn là 399.000 nha anh em nha. 399.000 thì anh em mua được bộ nhôm sinh dĩa, một cặp bố thắng, một bộ cao su đùm, hàng chuẩn tồn kho cho anh em luôn. Thì anh em nghĩ là cái giá này đã đủ hấp dẫn cho anh em chưa nha. Một bộ đây, một bộ nhôm sinh dĩa, một bộ bố thắng hai bán luôn trước sau luôn, và một bộ cao su đùm tặng thêm cho anh em giá gốc 610.000, hôm nay giảm cho anh em còn 399.000 nha anh em nha. Thì thật sự luôn anh em, nó thật với anh em là cái bộ nhôm sinh dĩa này là đạt bán giá 330 là rất là rẻ trên thị trường rồi. Tuy nhiên mình vẫn sẽ sell off cho anh em thêm để cho anh em chúng ta vui vẻ ha. Đấy, chào mừng cái ngày tuần lễ sell off Black Friday, chào mừng tháng 12 luôn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với shop của mình nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Thì thực sự là combo này lên cho anh em, anh em nào chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ sớm với Đạt nha. Thời buổi của cái hạn mà để mình sell off cho anh em á, thì sẽ vào 3 ngày. Hôm nay, ngày mai và ngày mốt cho anh em nha, kể từ thời điểm lên clip này.
Cho nên anh em nào chúng ta có nhu cầu thì cũng có thể liên hệ với Đạt nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.